Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review lại cái vườn mình hiện nay trái đã chín rồi các bạn. Đó, và thấy không? Đây, trái nè. Bạn thấy trái không? Đó, bữa nay là ngày 9 tháng 11 các bạn. Ngày 9 nha. Đó, trái nó chín rồi các bạn. Đó. Mình nói thật nha, cái vườn mình á, để lát review là hết cho các bạn xem là tại sao mình bảo đảm là cái vườn mình là Tết vẫn có trái. Đây, trái nè. Các bạn thấy trái chưa? Đó, trái cục cái cây này trái bằng ngón út luôn các bạn. Trái nó to nhưng mà nó vẫn là sai trái nha các bạn. Nè, trái nè. Đó, chùm nó bạn nhưng mà nó vẫn bằng ngón út luôn. Đó các bạn, này quay dưới lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Trái thấy thường không? Đó, cây này á, mình trùm lại là mình không cho chim ăn, tức là lý do là mình có cái ông bạn cháu thôi, nó dặn là nó để giao lưu những cái trái này. Đó, mình sẽ để cho nó chín một lượt luôn các bạn, mình chấp nhận cho nó si. Nếu mình để nó chín quá cây nó si các bạn. Nhưng mà bây giờ mình hái giao lưu thì mình phải để cho nó chín chứ sao. À, trái này các bạn thấy không? Trời ơi, trái cục luôn nè, trái nè. À, trái các bạn thấy không? Xoay ngón tay đi bằng ngón tỏ luôn các bạn nè. Đó các bạn thấy không? Chùm này các bạn thấy không? Trái nó bằng ngón út nhưng mà cái cây này nó ngọt làm sao các bạn. Nè, trái nè. Quay vòng cho các bạn xem. Đó, trái nè các bạn. Nè, xoay ngón út mình đi. Đó, các bạn thấy không? Trái. Trái rất là đẹp. Cái cây này đặc thù của cây này các bạn. Cây này tuy rằng nó không đẹp nhưng mà trái nó rất là đẹp. Đó, trái nè các bạn. Rồi rụng rồi. Đó nè, trái nè. Bạn thấy không? Các bạn thấy trái nè. Đó. Quá là đẹp không? Trái nó từ ở trong mà đi ra luôn cái chùm này nè các bạn thấy không? Đó. Mình thiệt mình đố ai cái vườn ai giờ còn trái như vậy. Mình nói thật nha. Của cuộc sống mưu sinh không biết còn chứ mấy cái vườn khác là thôi trớt à. Đó, thấy không? Đây nè. Thấy trái chưa? Trái chùm luôn. Cây này nó trái hình như là mình thấy nó quanh năm các bạn. Từ hôm Tết tới giờ lúc nào cũng có trái á. Quay hết cho các bạn xem. Từ hôm Tết giờ các bạn. Trái nó vậy nè, đó. Nó cục vậy là các bạn hỏi một đây nhánh nha nè, một nhánh nè các bạn, mình quay cộng nè, cộng ngay ngón tay mình nè. Nè cái cọng nè, ngay ngón tay mình đó, tay đó đi ra nè, ra nhánh nè, đó các bạn không? Đó, trái nè, còn mấy cái đọt này nó non nè các bạn, non chưa có trái nha các bạn. Cái này đó tay mình bấm tàn đây các bạn nè, thấy không? Trái nè các bạn, đó trái trên này thì ít thôi, cái tàn này mình thả rừng luôn. Đó các bạn chơi các bạn cũng phải nghiên cứu như thế nào để có cái cây hải châu có trái để chơi. Trái mà trái đẹp đó nha. Nè, quay dưới quay lên cho các bạn xem nè. Đó, trái nè. Rồi, đây cây nữa các bạn. Cái cây này mình thả và chín nó chín nè các bạn, chín nó dính luôn cái cây trên trên ấy nè. Đó, trâu trảo năng hết nổ luôn các bạn. Trái nè các bạn thấy không? Đấy nè, đó các bạn thấy không? Trái nó, trái này được rồi, mình xuống tàn các bạn, mình thay chậu mình cắt rễ nhưng mà mình thấy nó sao nó cũng đậu trái tùm lum, mình tính thả luôn, mình không có trùm lại các bạn, cho trâu trảo nó ăn, mình ăn không hết luôn các bạn. Đó không, trái lát nó hàng hà luôn. Đó, đây nè, quay hết cho các bạn xem nè. Nó trái rồi các bạn. Đó, trái nè. Mình nói thật nha, vườn mình là lúc nào cũng có trái. Đó, trái nè. Trái bự, trái cây này trái to hơn cái lá rồi các bạn. Đó, trái nè. Ở vườn mình lúc nào cũng có trái các bạn. Hôm nay cũng vậy nè. Đó, thấy không? Trái không nhiều thì ít nhiều. Đó, rồi mình quay lại cho các bạn coi nè. Cây này thì nó đang ra hoa các bạn nè, hoa nè các bạn, nó hoa nè,
quá trời hoa, thấy không? Hoa nó hàng hà luôn nè các bạn. Đó. Đây. Trái nè các bạn. Đó, trái nè. Bạn thấy không? Quay cho các bạn xem. Trái nè. Đó, trái này nè. Bạn thấy không? Nó chín nè. Đó. Rồi, trái nè. Nhiều lắm các bạn. Cây này nó này. Đó. Đấy, quá trời trái luôn. Nè các bạn, trái bên dài dài bên này nè. Đó. Còn mình có mình sửa là mình cắt trái mình bỏ hết nha các bạn. Còn cái nào mình để giao lưu thì mình giao lưu. Đó. Trái nè. Thấy trái không? Đấy, nó hàng hà luôn. Đó, đây cũng vậy nè các bạn, trái nè. Ồ, trái nó hàng hà luôn, nó sen lẫn, nó chưa chín, bởi vậy nó chín mới thấy các bạn. Đậu trảo nó ăn cũng gần hết rồi, nè. Bạn thấy trái gì? Đó. Trái nữa. Thấy gài là phải lặt, ngộ vậy, làm như thói quen rồi các bạn. Đó. Trái nè các bạn. Đấy nè, rất là nhiều. Đây cũng có trái các bạn, nó trái đều quá đó, chỗ nào cũng có, ít nhiều. Khi mà có cây này các bạn nè, cây này uống sợ gãy nhánh này cũng chết rồi, gãy chết nhánh này còn nhánh khác. Cây này được rồi, mình hái cắt trái, các bạn thấy mình có quay cái clip mình cắt mình bỏ đó. Bây giờ nó mình thấy nó ra bông nè các bạn nè, ra bông nè các bạn thấy không? Ra bông nè. Ra bông hàng hà luôn nè các bạn. Đó, trên này nè. Ủa ra bông nè các bạn. Đó, ra quá trời bông luôn. Đó, còn cây này cũng vậy nè các bạn. Bông nè. Trái nè các bạn. Đó, trái nè. Bông rất là nhiều. Này chắc ra ngày Tết. Đó. Bông quá nhiều. Đó, trái này chín lớp mình bỏ cho sập trảo nè đi. Thấy không? Đây là ngoe, ngoe vậy. Rồi, đây trái nè các bạn. Cây này cũng trái rất là nhiều nè. Trảo nó ăn hết rồi. Đó, đây nè. Bạn thấy không? Nó vàng lên, bắt đầu nó vàng lên nè các bạn. Đó, trái nè. Nó ăn trụi lũi luôn. Đó. Vườn mình trái rất là nhiều, còn rất là nhiều trái. Đó, các bạn thấy. Đây nè. Thấy không? Cây này mình được rồi, hái đó các bạn. Cái anh hái mới rồi. Đó. Anh hái cũng mới đây, đây cũng trái mà anh hái hết rồi. Đó, hái còn cuốn không thấy à? Đó. Đây cũng xì xì mà vẫn có trái. Đó các bạn chơi thì các bạn chọn lựa. Đó. Rồi mình quay cái cây này lại cho các bạn xem cái nữa rồi mình ngưng cái clip nha các bạn. Đây, bạn thấy không? Xa xa vô vàng vàng, thấy không? Rồi, mình kết thúc clip nha các bạn. Nắng quá, bây giờ là cũng 11 giờ rồi các bạn, 1 giờ trưa đó. Mình làm cây, mình tưới sáng giờ các bạn. Rồi, mình kết thúc clip.